Là huyện miền núi cao, với 98% cư dân là đồng bào dân tộc thiểu số Xê Đăng, Ca Dông. Năm 2003, khi được thành lập, Nam Trà My là huyện nghèo nhất trong số 61 huyện nghèo của cả nước, theo nghị quyết 30A của Thủ tướng Chính phủ, và nghèo nhất trong 85 huyện nghèo cả nước, theo quyết định 275 của Thủ tướng Chính phủ. Cho đến đầu năm 2015, vùng đất này vẫn còn 70,89% hộ nghèo. Chính quyền địa phương vẫn cứ loay hoay với chủ trương nuôi con gì, trồng cây gì. Bài toán phát triển kinh tế hộ gia đình và giảm nghèo bền vững đặt ra, nhưng chưa có lời giải. Trước thực tế này, bên cạnh những quyết sách lớn như phát triển cây sâm ngọc linh và cây dược liệu thành hàng hóa chủ đạo giúp người dân thoát nghèo, nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My quán triệt quan điểm phải phát huy tối đa thực lực của mình, nhất là sự nỗ lực, nhiệt huyết của cán bộ, công chức và tinh thần phấn đấu vươn lên của người dân để xây dựng và phát triển quê hương Nam Trà My. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, năm 2015, Ủy ban Nhân dân huyện phát động phong trào 3 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giúp đỡ một hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Giúp ở đây có nghĩa rằng là không phải là ta phải cho những cái gì, nhưng mà giúp ở đây là vận dụng và chỉ đạo và thực hiện những các cái nguồn vốn, từ các cái nguồn vốn vay, rồi nguồn vốn ưu đãi, rồi các cái nguồn lực mà được cả xã hội và nhà nước đã hỗ trợ để hướng dẫn, để bày cho bà con cách làm giảm nghèo. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được từ năm 2015, khi huyện Nam Trà My vừa phát động phong trào 3 cán bộ sát cánh cùng một hộ nghèo. Gia đình chị Đinh Thị Lệ Vui sống tại thôn 1, xã Trà Mai, do không biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất, con còn nhỏ, chồng lại bị bệnh, nên một thời gian dài, việc sản xuất làm ăn của hộ chị Vui lúc được, lúc mất. Bản thân chị mặc dù quyết thoát nghèo, nhưng vẫn cứ loay hoay, không tìm được lối đi. Sau khi được Ủy ban Nhân dân huyện phân công giúp đỡ hộ chị Vui, nhóm cán bộ Ban Dân vận huyện ủy đã đến khảo sát tình hình kinh tế, rồi hướng dẫn chị Vui cách thức chăn nuôi, trồng trọt và vay vốn mở rộng sản xuất. Để như thế này là thấp, cái trứng mở gần là nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ nóng quá là nó bị hư liền. Cho nên là cái trứng này chị phải buộc để xịt cái bóng điện co này như thế này. Và đồng thời là cái dưới cái bóng á, là mình lấy một tí keo mình dán, mình sát cái miếng giấy cà tông á, mình dán ở phía dưới đây cho cái ánh điện nóng này á, nó không ảnh hưởng trực tiếp đến cái trứng mà nó tỏa nhiệt xung quanh đây thôi. Trứng này mình không ấp nhiều, nhưng mà mình phải trở thường xuyên, một ngày mình trở, và đồng thời là kiểm tra nhiệt, cái nhiệt kế mình có chứ hả. Nhiệt kế là chị để xuống ngay chỗ cái là nhiệt này, chị góp lên chỗ đây. Khi có được cái thông báo phân công thì chúng tôi xây dựng kế hoạch trực tiếp xuống nhà chị để nắm cái tình hình đời sống của gia đình chị, thế mạnh sẵn có của gia đình, đất rừng, rồi nhà cửa, rồi một số công việc khác mà chị có thể làm được. Từ đó là cũng định hướng cho chị, thứ nhất là giúp hướng dẫn cho chị là vay vốn. Chị kêu là chị sợ vay vốn rồi là không có gì trả cho nhà nước. Thế thì chúng tôi mới hướng dẫn cho chị ví dụ vay vốn. Bây giờ như chị làm nuôi heo, từ hồi mua tới giờ chị nuôi được, và chị cũng có cái cách, dường như chị có cái cách phòng bệnh từ khi mà chị nuôi heo, dường như chưa bao giờ dịch, cũng rất là hay. Hướng dẫn cho chị tiêu thụ, nếu có như thế mà chị cảm thấy có con heo lớn mà chị không bán được, chị có thể điện cho em sẽ giới thiệu người vô mua cho chị, đảm bảo cho cả thị trường. Nếu như thế thì chị cảm thấy rất là yên tâm, chị mở rộng nuôi heo rất là nhiều, đó như chị kể hồi nãy đó, từ vài con đến mấy chục con đến hàng trăm con. Từ sự hướng dẫn của cán bộ Ban Dân vận huyện ủy, chị Vui mạnh dạn vay vốn mở rộng chăn nuôi heo, gà. Ngoài ra, gia đình chị Vui còn trồng quế, trồng keo và đi làm công để kiếm thêm thu nhập, trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.
Về sau, khi đã có vốn, chị mở thêm một quầy tạp hóa tại nhà. Nhờ cách làm ăn hiệu quả, chị vui có đủ tiền nuôi con học đại học và nhanh chóng thoát nghèo một năm sau đó. Hiện thu nhập bình quân của hộ chị vui đã tăng lên hơn 12 triệu đồng trên một tháng. Sau khi thoát nghèo bền vững, chị còn giúp đỡ các hộ nghèo khác trong thôn như chỉ vẽ cung cách làm ăn cho họ. Năm 2018, hộ chị vui được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tuyên dương là hộ gia đình vươn lên thoát nghèo tiêu biểu giai đoạn 2016-2020. Làm ăn có tích lũy. Mới đây, chị vui đã đầu tư trồng 500 cây sâm ngọc linh và đang có kế hoạch xây dựng một ngôi nhà mới khang trang hơn. Tranh thủ ngày cuối tuần, đoàn cán bộ văn phòng huyện ủy Nam Trà My đến nhà một nhóm hộ dân được Ủy ban Nhân dân huyện phân công để giúp đỡ thoát nghèo bền vững. Con đường từ trung tâm Tắc Bỏ vào làng Tắc Len, thôn 1, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My dài khoảng 25 km, nhưng chỉ có 1/3 là đường bê tông, còn lại đường núi với nhiều dốc cao dựng đứng. Nếu thời tiết thuận lợi, không mưa, từ điểm dừng ô tô, xe máy này, họ còn phải leo núi hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến được làng Tắc Len. Với địa hình đồi núi cao, hiểm trở, bị chia cắt, cư dân phân bố ở nhiều làng bản xa xôi, cách trở. Đồng bào dân tộc thiểu số ở Nam Trà My còn nhiều khó khăn, lạc hậu, dân trí thấp. Người dân thường xuyên có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự bao cấp của nhà nước. Khi cán bộ đến khảo sát, tìm hiểu để giúp đỡ, lúc đầu người dân không tin tưởng, họ thường không nói trong nhà có bao nhiêu thóc lúa, bao nhiêu gốc sâm hoặc bao nhiêu gia súc, gia cầm. Và họ nghĩ rằng nếu là hộ nghèo sẽ được hỗ trợ và giúp đỡ nhiều hơn. Vì vậy, để nắm bắt thông tin rồi hướng dẫn, vận động, giúp đỡ người dân vươn lên thoát nghèo và tự nguyện đăng ký thoát nghèo bền vững, thực sự không phải là chuyện dễ. Đòi hỏi người cán bộ phải tâm huyết và sâu sát với nhân dân. Bởi khi đã tin tưởng thì đồng bào mới chia sẻ những suy nghĩ của họ cho cán bộ và làm theo cán bộ. Tâm huyết với phong trào, ba cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giúp một hộ dân thoát nghèo bền vững. Anh Ngô Tấn Lạc là người giữ kỷ lục về số lần đến với các hộ dân mà cơ quan anh được phân công giúp đỡ. Hầu như mỗi tháng 1 đến 2 lần, anh đều sắp xếp công việc gia đình để về với người dân. Trong 5 năm qua, cơ quan anh đã giúp được 15 hộ thoát nghèo bền vững. Văn phòng huyện ủy cũng tập trung là khuyến khích cho bà con là áp dụng cái khoa học kỹ thuật, tức là ví dụ như khi mà cho cái cây giống, con giống thì là cũng có bài vẽ là trồng cái kỹ thuật trồng như thế nào, rồi là làm cái chuồng trại như thế nào để đảm bảo cái cây giống đó, cái con giống đó nó được chăm sóc tốt, được bảo vệ tốt để mà nó phát huy hiệu quả vào cuối năm. Còn thứ hai nữa là đối với các cái hộ mà có cái nhu cầu vay vốn thì văn phòng cũng hỗ trợ và phối hợp với lại ngân hàng chính sách xã hội để chuyển đổi qua cái nguồn vốn vay ưu đãi cho hộ đăng ký thoát nghèo để hỗ trợ một phần lãi suất để cho các cái hộ đã dành cái nguồn lực đấy vào cuối năm thì là có thể có điều kiện để tăng thêm cái nguồn lực để mà tập trung phát triển kinh tế gia đình. Vốn là hộ nghèo, khi lập nghiệp chỉ đôi bàn tay trắng, lại không biết cách làm ăn. Có những lúc vợ chồng anh Nghị, chị Ly rơi vào khủng hoảng, chán trường. Thế nhưng nhờ sự tư vấn, hướng dẫn cách làm ăn kinh tế của nhóm cán bộ do Ủy ban Nhân dân huyện phân công, ban đầu hai vợ chồng đã mạnh dạn đầu tư 70 triệu đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội để mua máy xay sát gạo làm phương tiện sinh kế. Cạnh đó, vợ chồng người Ca Dao này còn nuôi heo và làm dẫy. Giờ đây, khi cuộc sống gia đình dư giả, thóc lúa đầy kho, đôi vợ chồng trẻ đã sang lại máy sát gạo, dành thời gian và sức khỏe để chăn nuôi và trồng quế. Khi chúng tôi đến thăm,
chị Ly cho biết vừa mới bán đàn heo gần 20 con với mục đích lấy số lượng làm doanh thu và cho lãi nhanh. Hai vợ chồng đầu tư trồng hàng ngàn cây quế. Vườn quế tuy mới có vài năm tuổi như thế này, nhưng trị giá hàng trăm triệu đồng sẽ được thu hoạch trong 1-2 năm đến. Khi nghĩ lại quãng thời gian khó khăn của gia đình, anh Nghị, chị Ly không quên ơn những cán bộ đã từng giúp đỡ mình. Có thể khẳng định hợp lực từ các chính sách của Trung ương, tỉnh và huyện về giảm nghèo là hết sức cần thiết. Nhưng thực tế cho thấy, làm thế nào để người dân thấu hiểu những chính sách nhân văn của nhà nước, đồng thời xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, quyết tâm vươn lên là cực kỳ quan trọng. Xác định rõ hướng đi này, các nhóm cán bộ được phân công giúp hộ thoát nghèo bền vững, trước hết tập trung đả thông tư tưởng, làm cho người dân hiểu được những lợi ích của việc thoát nghèo. Bên cạnh đó, cơ chế giám sát sử dụng nguồn vốn vay và tiền người dân được thưởng theo hình thức hỗ trợ sau đầu tư buộc phải có sự đối ứng của người nghèo, cũng khiến họ từ bỏ dần suy nghĩ cây giống, con giống là của nhà nước cấp, sống chết mặc kệ. Trong 5 năm qua, huyện Nam Trà My có 2.306 hộ thoát nghèo bền vững, được 91 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trợ giúp thoát nghèo. Nếu như năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 87,17%, đến đầu năm 2015, tỷ lệ này là 70,89%, thì đến cuối năm 2020 đã giảm xuống còn 31,06%. Có thể thấy, việc vận động cán bộ trong các cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp ở huyện Nam Trà My tham gia giúp hộ nghèo là một chủ trương đúng đắn, sát với thực tiễn tình hình địa phương. Đây là bước đột phá, là sự sáng tạo của huyện miền núi cao Nam Trà My trong công tác hỗ trợ nhân dân thoát nghèo bền vững. Bây giờ kế hoạch chúng tôi là không phải giúp một năm như trước nữa, mà anh giúp ở đây là giúp từ đây cho đến cuối giai đoạn năm 2025. Đánh giá thì đánh giá hàng năm, xem hộ đó có thoát nghèo hay không thoát nghèo. Nhưng mà đã thoát nghèo rồi thì vẫn theo suất đến năm 2025. Kết thúc giai đoạn này thì đánh giá lại hộ đó bền vững hay không. Mô hình này cũng đang được Quảng Nam nhân rộng ra phạm vi 9 huyện miền núi trong tỉnh giai đoạn 2021-2025. Từ một huyện nghèo nhất trong số 61 huyện nghèo của cả nước theo nghị quyết 30A của Thủ tướng Chính phủ và nghèo nhất trong 85 huyện nghèo cả nước theo quyết định 275 của Thủ tướng Chính phủ, thì đến nay Nam Trà My đã rời khỏi top 20 huyện nghèo nhất nước và hiện đang xếp thứ 21 trong cả nước về tỷ lệ hộ nghèo. Vốn là nơi hẻo lánh tận phía tây nam của tỉnh Quảng Nam, hiếm người ghé qua, thì giờ đây Nam Trà My đã trở thành một điểm đến thu hút nhiều khách du lịch và các doanh nghiệp. Người Ca Dong, người Xê Đăng ở đây đã dần biết cách làm ăn, vươn lên thoát khỏi đói nghèo.